tháng 7 năm 2015, những chiếc xe lớn và nhỏ mang nhiều loại biển số khác nhau xuất phát từ những thời gian và địa điểm khác nhau cùng hướng về ngã ba Thanh Thủy, về cây hương trên điểm tựa 468, về nghĩa trang Vị Xuyên. Những người lính năm xưa về thăm chiến trường tri ân đồng đội, đài tưởng niệm liệt sĩ Thanh Thủy, cây hương trên điểm tựa 468 nghi ngút hương thơm. Đêm nay, 11 tháng 7 2015, nghĩa trang Vị Xuyên lung linh những ngọn nến ân tình, vang lên tiếng mõ, tiếng tụng kinh và vang lên tiếng hát gọi mời. Về đây đồng đội ơi, Hà Giang đã ngưng chiến trận, hãy về đồng đội ơi. Không được biết đến nhiều như nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, trầm mặc, lặng lẽ nơi địa đầu Tổ quốc. Nghĩa trang Vị Xuyên là nơi nằm lại của các liệt sĩ Việt Nam đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước. Hầu hết họ là những thanh niên còn rất trẻ, tuổi chỉ 18 đôi mươi. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên có 1.706 ngôi mộ, trong đó 8 ngôi là của các liệt sĩ chống Pháp và chống Mỹ, 1.698 ngôi mộ là của các liệt sĩ hy sinh để bảo vệ chủ quyền quốc gia ngay trên mặt trận Vị Xuyên từ năm 1984 đến 1991. Vào tháng 5, tháng 6 năm 1984, quân Trung Quốc chủ động chọn Vị Xuyên là địa điểm tấn công, đã chiếm giữ một số cao điểm của Việt Nam. Ta mở chiến dịch HB-84 nhằm chiếm lại những cao điểm đã mất. Với sự tham gia của 3 trung đoàn bộ binh trong các đơn vị mới tăng cường, có sự chi viện của đặc công và pháo binh tiến công theo 3 mũi. Trung đoàn 876 thuộc sư đoàn 356 tiến công điểm tựa 772, trung đoàn 174 thuộc sư đoàn 316 tiến công bình độ 300-400, trung đoàn 141 sư đoàn 312 tiến công điểm tựa 1030. Rạng sáng 12 tháng 7 1984, bộ đội ta từ 3 hướng đồng loạt nổ súng tiến công. Đối lại, từ lợi thế trên cao, quân Trung Quốc đã nã pháo trong suốt 8 giờ đồng hồ, hủy diệt tới từng mét vuông đất Vị Xuyên. 12 tháng 7 1984, hơn 600 chiến sĩ của sư đoàn 356, hàng trăm chiến sĩ của các sư đoàn 316, sư đoàn 312 đã hy sinh. Tối nay đi cầu siêu nhá. Chắc là khoảng 7 giờ. Ôi, cái đồ đấy là ra mâm này. Ô, cô chiếu không nào để hết cái này trên, cái này để trên. Ở còn đang nằm ở đâu đó, còn đang nằm giải rác đâu đó trên giải đất này. Mời tất cả các anh về đây, cho chúng tôi được dâng nén hương. Tưởng nhớ đi ra đây. Kia đồng đội tôi 1509 máu khắm bất kỳ 772 685 anh em đang về. Và kia 1100 233 cô ích bốn hầm bờ suối sông núi anh em về dần. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau như nguyện ước chiến hào. Đường hoa cùng bầy tre thơ bên sông đô hát yên bình, quân dân nồng ấm. Cách đây hơn 30 năm, 31 năm, mình cũng đứng ở đây. Cái thời gian ấy thì đúng là quá khốc liệt. Cái đồi này gọi như là hầu như cây cối không còn. Hầu như cây cối không còn. Pháo bắn suốt ngày đêm. Chỉ 15 phút lại vào một đợt tiếp theo. Khu vực này cực kỳ khó. Ngày nay đến đây là
quá xúc động. Ở đây thì đàn cò nhỏ lắm. Chim cò thế nào rồi? Đấy. Ngày đây bác là bộ binh ạ. Tôi làm ở sư đoàn bộ, cùng với các thủ trưởng. Cái đêm mà chiến dịch mà chiến dịch 12 thì là cũng nằm trên cái điểm sóc nghề. Cách đây hết cái dốc này đến đỉnh, đúng lúc bắt đầu đoàn chiến dịch thì nào hai anh em chặn đầu vào nhau thì những người bạn cùng đơn vị với bác và những người sinh tử ấy thì hiện nay trong đoàn là có nhiều không? Chúng tôi thì ở trên sư bộ thì chủ yếu là đi cùng với thủ trưởng, thì ông trưởng một số cái địa điểm quan trọng chỉ huy chiến dịch. Nhưng mà đến lúc công việc của đồng đội thì là sau cái đêm đấy thì bốn giờ sáng là bắt đầu đã có đưa liệt sĩ thương binh xuống, đưa liệt sĩ thương binh xuống và chúng tôi cũng trực tiếp cũng cáng thương binh xuống và đã đến phải một ngày hết cái ngày hôm đấy mới đưa được các thương binh liệt sĩ trong chỗ gần nhất này. Giải rác rất nhiều. Bác đã lên đây mấy lần rồi ạ? Tôi thì đây là đầu tiên lên, vì cũng phải đi công tác nhiều, đi công tác cũng có thời gian lên chỗ này. Năm ngoái năm đi là không bố trí được, năm ngoái thì cũng ba có bảy nó bắn nổ hai lần. Như vậy là sau 31 năm bác cũng quay trở lại chiến trường. Ngay cả những gia đình mà tôi trọ ở đây ngày hôm qua là có chiếc nhà trọ của số nhà dân ở đây qua lên điện báo qua chăm đón đưa về nhà cho thấy nó thay đổi. Ngày xưa mới thì có cái thành phố Hà Giang này bé tí có nhà cửa đó. Bây giờ lên không tưởng tượng nổi bây giờ sầm lấp thì thế. Bác ơi, bác có thể giới thiệu về bản thân được không ạ? Sao? Bác có thể giới thiệu về mình một chút được không ạ? Tôi là nguyên là diễn viên nhà hát tuổi trẻ. À thế ạ. Tôi diễn viên tuổi trẻ từ nhà hát tuổi trẻ đi. Đi thì đã đi theo những cái sự rồi. Nên thì lên đây làm sự tổ tiên văn của sư đoàn. Sau đấy thì đến năm 86 khi mà tôi sang tuổi trẻ về nhà hát tuổi trẻ đến bây giờ. Bây giờ bác nghỉ hưu chưa ạ? Chưa, sang năm nghỉ hưu. Vâng, cảm ơn bác. Bác ơi, bác tên là gì? Tôi là Thịnh. Cảm ơn bác. Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ chiến đấu tại nơi Thanh Thủy nơi đây, chúng tôi hội cựu chiến binh thuộc huyện Phúc Thọ. Chào thầy, xin phép phỏng vấn thầy một chút được không ạ? Vâng ạ. Vâng, nghe nói như là trước đây thầy cũng từng tham chiến ở đây. Vâng, thầy ở đây mấy năm cơ mà. Thầy ở 3 năm 6 này mấy năm thầy ở là thầy là kế toán của ban pháo binh, là chỉ huy pháo của cả một sư đoàn. Thầy là kế toán pháo binh. Thầy có thể cho biết tên được không ạ? Thầy bây giờ Trần Như Toản.
pháp danh bây giờ là Thích Vinh Quang. Thầy. Vâng ạ. Thầy có muốn nhắn nhủ điều gì không ạ? Thầy chỉ bây giờ chỉ muốn là tất cả thế giới đều được hòa bình. Tất cả đều được hòa bình, không có chiến tranh. Không có chiến tranh. Đấy, để tất cả mọi người đều chung tay xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đấy, chỉ mong muốn nhất là cả thế giới không có chiến tranh. Cảm ơn thầy. Hôm nay thầy đến đây là thầy đi với tư cách của các đồng đội đi đến với nhau hay là đi đến với cái ngày 12 bây giờ đây tôi mới ông đi ô tô xuống. Đây có xe máy về trên này. Có xe máy tôi về. Thế về à? Có xe máy đây. Có đây rồi. Đi về luôn đi. Và ở dưới nghĩa xa. Tôi tưởng tôi có cái ô tô đây. Vậy là nếu như giả sử không phải là một cựu chiến binh ở đây mà chỉ là một nhà sư thì thầy có đến đây không? Thầy vẫn đi bình thường. Thầy vẫn đi bình thường bởi vì cái công việc của người xuất gia là độ tất cả chúng sinh, thì tất cả những cái nơi nào mà cần đến thì những người xuất gia đều phải có mặt. Tò mò một câu ạ, theo cái cuộc sống nơi quân ngũ bây giờ trong suy nghĩ của thầy với góc nhìn của nhà tu hành thì như thế nào ạ? Lúc nào nó cũng còn phảng phất cách đây hơn 30 năm rồi, nhưng mà lúc nào nó cũng còn phảng phất, nó vẫn nhớ đến cái tình đồng đội, vẫn còn nhớ đến anh em, tại vì có những người bạn, có những anh em còn bỏ xác ở nơi trên này, cho nên hàng năm thầy vẫn phải về đây. Thứ nhất là lễ cho tất cả mọi người, nhưng mà trong sâu thẳm ở trong tâm của mình là muốn cầu nguyện cho các bạn của mình được siêu thoát. Tôi ở C33, 356. C33, 356. Bác chiến đấu ở đây thời gian nào ạ? Tháng 4 tháng 7 đấy, nhà trận ở đây 12 tháng 7 và cho đến hết năm. Bên đây là 468 đây. Hết 8, 17 đi về. Tức là sau khi bị năm hóa, quan hệ. Năm 86, năm 86. Các bác tham gia trận 12 tháng 7 ạ? Đêm 12 sang ngày 13 tháng 7. Ở tại vị trí nào tại, ạ? Tại tôi thì ở dưới phía sau chỗ hàng Lòng Vinh, đi ra một tí, ở trên địa pháo ở đó. Pháo. Ở ngay cầu trắng ở chỗ Lòng Vinh, đường rẽ vào Lòng Vinh. Chứ không có đi hàng lò, vậy tôi pháo binh. Còn đây là đi bộ binh như đây này. Bác phục viên rồi chị ạ? Tôi phục viên. Sau đấy, tức là sau đến năm 87 là bác ra quân. 87 tôi phục viên, tôi chuyển ngành. Sau đó lại xóa bao cấp, tôi lại về một lần nữa. Đến bây giờ là hơn chục năm bây giờ. Không có chế độ gì. À thế ạ. À, cho nên khi trở lại chiến trường xưa là tôi... Đây, 48 đây này. Thăm lại ngay. À. Cuộc sống bây giờ có bình thường không? Nói chung sống được. Dạ. Cái điểm như là điểm có những cái khó khăn đấy, nhưng mà nó dùng sống được. Anh tên Nguyễn Tiến Viên. Dạ. À, đang hướng là C9. Từ đoàn 12, trung đoàn 457. Anh về đây là từ ngày đến giờ đoàn về nhiều không? Không là hôm nay là lần đầu tiên. À, anh thường xuyên là tất cả những kỳ cuộc, ngày lễ, ngày Tết, mà đặc biệt là những cái ngày tri ân đồng đội này là anh được có mặt. Anh, bọn anh coi đây là cái ngày là lịch sử truyền thống. Vượt qua cái vương hào một anh vẫn coi như pháo binh thì các cái vị trí này chắc là anh giành lắm nhỉ? Ở cái vị trí này của anh, vì các đơn vị nào tham gia tác chiến là anh cũng chi viện. Anh có thể giới thiệu vui hợp sơ qua những cái đỉnh trước mặt mình đây được không? Em ơi, đây là đỉnh 685. À, vâng, đây là đỉnh 685 này. Đấy, đỉnh 685 thì bao gồm tất cả khoảng trước mặt đây này. Đi khi về đây 130 rồi. Thế còn 1509 thì đây em này. Cái dông 772 kia. Cái dông 772 thì thẳng tay anh nhìn nó chỉ có một cái, nó là cái dông lên 1509, nó cùng nằm 685, điểm cao nó hơn 685 một tí. Đấy, còn đây 1509 đây. Đấy. Điểm 1509 là có đám mây trắng trên đỉnh kia. Đấy, đúng rồi, đấy cái mây trắng đấy, đấy là đỉnh 59 đấy. Vâng. Giải rác những cái bảng người giao của mình ở lưng chừng núi đấy. Ở đây cái bản nậm ngặt, cái bản nậm ngặt là... À đấy, chính là nậm ngặt đấy ạ. Bản nậm ngặt đấy. À, nó lác đác vậy à? Đúng rồi, cái bản nậm ngặt lác đác rộng rộng thế. Cái bản nậm ngặt là... Ngày xưa là trước mặt mình đây là cái... Vừa nói mẹ quên rồi. Cái này này. Hả? Cái đỉnh này là gì nhỉ? Em lại quên rồi. Em ơi, đây là điểm cao 685. À, điểm cao 685 ngày xưa là chỗ này em nghe nổi tiếng lắm. Ờ đấy, đấy là cái ngược lên này đánh nhau kiểu gì anh? Đó cái chỗ này thì đấy coi như là Trung Quốc nó chiếm của mình mất tới khoảng này. Vâng. Khoảng này toàn bộ khoảng này đến cái chỗ thị trấn Anh Thủy. Đây là chỗ mình đang đứng đây là mình giữ. Đây là chỗ này là trước mặt là. Đúng rồi, đây là cái điểm cao là mình giữ. Vâng. À. Cái khe này là ranh giới. Cái khe này là cái ranh giới ngày xưa là tranh chấp với nó là không là tranh chấp, có nghĩa rằng là
có nghĩa là mình nó giành không giật, thể tiến qua được, nó giành giật, vâng. Mình chấn giữ đây nó không vâng. thể tiến qua được nữa. Thế nhưng mà chính đất ở trước đây vẫn là đất của mình. Vâng, thì bây giờ nó cũng là của mình, nhưng cái vâng. trong cái lúc giao tranh ấy, giao tranh, thì là nó đây. Chiếm bên ý. Đúng rồi, nó chiếm bên ý. Cái chỗ này. Chiếm, đây là gọi là lò vôi đấy hả anh? À, đúng rồi. Lò vôi thế kỷ đấy. À, đúng rồi. Rồi em rất cảm ơn anh. À, cảm ơn em đó. Thời cơ nổ súng là 4 giờ sáng, thời tiết trời mù, cho nên hỏa được pháo binh nếu bắn thì bắn vào quân ta, do đó cho nên phải chuyển làn hỏa lực bắn sâu vào trong phía sau của lực địch. Cô
Sắp hết rồi, nhưng sắp thêm thôi. Phải đi, phải tìm. Người nhà của đồng đội chúng tôi hôm nay cũng xin đi, nhưng mà chúng tôi không cho đi. Bởi vì nó chưa đâu đâu lên thì chị cũng thấy cái cảnh đấy, người nhà thấy con cái này cũng khóc lóc thế này khác, nó thảm thiết. Nhưng tôi cảm thấy thế, chúng tôi can thiệp chưa chắc chắn nên chúng tôi chưa đi. Cũng có thời gian nào đó chúng tôi sẽ cho người nhà lên. Toán này, Tiến này, Đức này. Toán, Tiến, Đức, ba thằng là nó cùng một đơn vị. Cùng một C20 của sư đoàn chúng tôi. Tại sao các anh lại nghĩ là ba người ở trong hang là chính là ba anh đấy? Bởi vì chúng tôi là thay phiên nhau. Thay phiên nhau, mà là đồng đội xuống như thế là chưa kịp xuống đến nơi là đồng đội trên đấy. Chúng tôi nên thay cái không kịp lên thay không kịp được. Chúng tôi thay phiên nhau. Chưa kịp xuống đến dưới chân dốc này thì ở trên đấy. Về hai chúng tôi thường xuyên ở đấy mà. Tức là mình lên thay người ta à, ba các anh lên thay ba anh thay kia nhưng mà không nên thay nên không lên được như không lên được bị bắn nên là không lên được, thế người ta lại xuống nhưng không xuống được. Thế trong cái ngày 26 là người ta 25 vẫn còn nghe tin anh em bộ binh xuống và vẫn còn, nhưng 26 không thấy gì. Đó, là như 27 28 coi là sau nên là không ai đáp. Như vậy là trên cái điểm tựa ấy của mình là có ba người à? Không nhiều, nhiều, nhiều lắm, nhưng nhiều mà bộ binh là chạy rút rồi, rồi. Chỉ còn một ít thôi. Không, nhưng tại sao có 5 người mà các anh lại có thể nghĩ là 3 người trong hang của mình? Tôi mẹ thường xuyên đi trong hang. Thế còn 2 người ở ngoài? Hai người ở ngoài là của lính của anh em bộ binh. Bộ binh lực lượng trinh sát không cần biết. Bộ binh nó rút xuống. Chúng tôi lực lượng trinh sát. Tức là anh là đài quan sát. Rồi, đài quan sát 3 người. Chúng tôi đi nắm địch chị ạ. Nói chung là chúng tôi nắm địch đi nằm đài quan sát. Thế là anh em bộ binh nó ở là chính đấy, xác là cứ thay phiên nhau, cứ mỗi anh em bộ binh còn chẳng hạn như thế. Bám trụ đến cùng. Đấy thì mới xác định được là của anh em chúng tôi nằm trong, anh em chúng tôi ở hang chúng thường xuyên là thay đổi nhau điểm ý. Anh đi với đoàn của... Buồn, tôi một xe luôn, một đại đội luôn. Hôm nay ạ, đi từ đâu anh? Từ Hà Nội. Hà Nội. Đi từ Hà Nội lên. Đan Phượng, Hà Nội. À, từ Đan Phượng có phải... Xuống đến Thanh Trì thôi. Tôi trước đây kia là tôi là đại đội trưởng đại C20 này, xe này. Dạ. Mà, vâng. C20 là xe trinh sát. Xe trinh sát của sư đoàn 356. Vâng. Tai mắt. À, đúng rồi, tay mắt đấy. Bị đạn bắn xuyên vào cổ. Tôi bị cũng bị thương. Có nghĩa là anh em chúng tôi là phần ra sĩ quan là bị thương hết. Cũng còn bị viên đạn xuyên vào phổi, xuyên từ trước đến nhiều. Anh ở trên này lâu không? Tôi ở từ đầu chiến dịch đến cuối chiến dịch. Năm tôi từ năm 84 đến năm 89 tôi thôi. Bỏ một ít xương. Có nghĩa là hết chiến dịch thì thôi. Thế xong khi về thì là anh có ra quân không hay vẫn trong quân ngũ? Tôi khi giải tán sư đoàn tôi về. Là ra quân. Ra quân. Bây giờ cuộc sống của anh thế nào? Bây giờ tôi cuộc sống lao động vẫn bình thường như người dân khác. À, có mỗi cái sức khỏe là hơi yếu, dạ. Làm việc nặng hơi vất vả. Xin lỗi anh tên là gì ạ? Tôi Trần Văn Trọng. Anh Trọng. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Quê Phú Thọ. Dạ. Quê Phú Thọ mà đang ở Hà Nội. Không, anh em tôi lên đây trên này chúng tôi một khu của Phú Thọ. À. Thế cái xe là đón từ Hà Nội mà đón lên. Hàng năm chúng tôi tổ chức một lần. Đón suốt từ Đan Phượng sau Thanh Trì sau đến Gia Lâm sau đến Mê Linh sau Vĩnh Yên Tam Đảo. Anh em giải rác. Sau mới lên Phú Thọ. Thế C20 của anh thì hàng năm lên đây là lên được lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Năm đầu tiên là lên năm 2008. Từ năm 2008 đã lên rồi. Vâng. Mấy năm rồi lên năm, đấy, năm là, cách đây kia. Năm kia là cũng năm kia, lên đây năm ngoái không lên, năm ngoái không lên được, năm, kia, năm ngoái là năm năm chẵn của năm kia là ba năm có thể đấu ở đây và trong cái nghệ trang này cũng có các cổ anh em người thầy, cho nên hôm nay trong người đến đây thì cùng tất cả anh em chúng ta các đồng chí chiến đấu ở cái chiến trường này ta thắp hương tiễn cho anh em mấy chục năm nay. Đây là ta đi tìm anh em chúng ta chứ không phải ta đi du lịch đâu. Ta tìm lại anh em chúng ta. Ta tìm lại những giọt máu chúng ta. Anh em lại hy sinh ở trên này cho đất nước có ngày hôm nay. Và anh em chúng ta được sống
chúng ta có vợ, có con, có gia đình, được hưởng sống tốt đẹp như thế này. Chúng ta hy sinh ở đây. Xin thưa các đồng chí, nhìn hết đâu. Còn có anh em còn giải rác ở trên. Tôi mong anh em cùng hết sức thông cảm cho và tha lỗi cho chúng tôi, tha lỗi cho anh em chúng ta. Chúng ta tìm nhiều lắm nhưng mà không được, vì chiến tranh nó là như thế. Thì cũng xin nói rằng chúng tôi là những người còn sống hiện nay đang tập trung cùng với đất nước để xây dựng về kinh tế, làm cho đất nước giàu, dân mạnh và bảo vệ cái đất nước của chúng ta, chống lại tất cả những lực lượng xâm lược để giữ cho đất nước chúng ta càng ngày tốt đẹp hơn. Và luôn luôn nhớ mãi công ơn các đồng chí đã hy sinh cho đất nước có cuộc sống này và cho anh em chúng ta được sống ngày hôm nay. Chúng tôi thắp nén nhang anh linh các đồng chí và cầu chúc cho các đồng chí được siêu thoát về cõi Phật, về Tây Trúc Nhúc để hưởng cõi Phật, và tha thứ cho chúng tôi những người còn sống ở đây chưa làm hết được trách nhiệm với các đồng chí, còn nhiều đồng chí còn rải rác ở trên cái đồi núi như vậy. Tôi mong tất cả anh em thông cảm tha thứ cho chúng tôi, tâm lạy ngàn lạy vạn lạy các đồng chí.